Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà mình làm mùng 2 tháng 9 nha các bạn nha. Và bây giờ đang khung cảnh là chuẩn bị thức ăn. Đây là cá ao của nhà mình. Bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị ra để câu cá này. Đây là mình sẽ ghi lại cái không khí mùng 2 tháng 9 của gia đình mình nha các bạn nhé. Đây là cái khung cảnh nhà ao của nhà mình. Rất là nước rất là trong luôn các bạn nhé. Và hôm nay sẽ làm một chương trình là câu cá thử thách nha các bạn nhé. Bây giờ là ở bên đấy là các anh đang thử thách là chuẩn bị cần câu rồi, chuẩn bị mồi để câu cá rồi. Và mình sẽ review tất cả các khung cảnh thử thách câu cá tại ao nhà mình nhé các bạn nhé. Đây là khung cảnh vườn nhà mình. Vườn nhà mình năm nay cũng trồng rất là nhiều táo luôn nha các bạn nhé. Và bây giờ táo chuẩn bị ra hoa. Và nhà mình còn có cả một cây bơ đây này. Rất là to luôn. Đấy. Vừa táo vừa bơ nha các bạn nhé. Và bưởi cũng trồng sen trong này luôn. Đấy. Và bây giờ các anh đang chuẩn bị cần câu để câu cá rồi. Đây, đây là con rể thứ hai của anh trai của mình. Bây giờ đang chuẩn bị câu cá nhé. Đấy. Cả ao nhà mình luôn. Đây là toàn bộ khung cảnh là vườn của nhà mình nhá. Nhà mình ở cách núi đá Văn Sơn, tức là núi đá khu khênh của Văn Sơn là ngay cạnh luôn nhá các bạn nhá. Đây là một khung cảnh rất là hữu tình luôn. Đấy. Và cái ao nhà mình cũng rất là trong luôn. Và hôm nay sẽ làm thử thách câu cá ao. Đấy. Toàn con rể làm thử thách cho con rể. Bắt được con to thì ăn con to, bắt được con nhỏ thì ăn con nhỏ luôn nhá các bạn nhá. Và bây giờ là đây, đang chuẩn bị. Đấy. Đây. Các anh đang chuẩn bị. Hôm nay sẽ là thử thách hai chàng con rể của nhà mình sẽ câu cá. Đây chào mọi người đi con. Chào mọi người ạ. Đây. Đây là thằng Út. Đấy. Của bác cả. Là thử thách là có tiếp tục một rằng có rể nữa nhá. Bây giờ là thử thách hôm nay là ba anh này câu cá, xem anh nào câu được con cá to nhất để làm Tết Quốc Khánh nhá các bạn nhá. Đây. Bây giờ là hôm nay 1-0 các bạn ạ. Nếu mà không câu được cá thì lại không được, không có cá để ăn. Bây giờ là thử thách câu cá. Đấy. Đây. Nếu mà không câu được cá thì lại đổi chuyển sang món khác các bạn ạ. Bây giờ là câu cá ao nhà rất là khó các bạn ạ, không như câu cá cái ao người ta làm hồ câu đấy, cho nên là thử thách hôm nay cũng rất là khó cho các anh. Đấy. Tiếp tục bây giờ là rể cả nhá, thử thách này trông có vẻ rất là gọn gàng nhưng mà các bạn không biết là có được hay không. Có vẻ anh này là khá hơn. Đấy nha các bạn nha. Đây. Dính cần rồi. Đấy.
Thì nhốt lại thôi. Đấy. Được rồi các bạn nhá. Đây. Đây. Thì là con có tên nó dài nhá. Đấy. Các bạn nhá, đây là một chú rồi. Đấy, con này tầm 2 3 cân. Một con. Cầm cái da này lên. Cái đúc phù vậy. Đây nha các bạn nhé, đây là cái này là đây. Ăn nhà nhé các bạn nhé. Tục là được một chú nữa nha các bạn nhé. Đây, có vẻ con này to hơn này. Đây. Đây nha, chạy thoải mái đi, cho nó chạy thoải mái đi. Để nó mệt đấy. Đấy, còn khỏe lắm. Ui. Con này. Ui. Con này to. Nó bạc cái con. Đấy. Cho nó chạy thoải mái đi, cứ thả ra ngoài này đi. Lên được chưa? Rồi, còn nó bằng còn hơn. Còn hơn rồi, hai chú nha. Đến các bạn. Còn rồi đấy rồi. Đây là cá chấm ao nhà mình nha. Đấy. Chất là to, rất là ngon luôn. Và cái mình của nó không như cái cá mà người ta bán ở chợ, là cái bụng nó cứ phình ra. Đây là cá rất là thon thả nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi. Đây, cần thủ đây. Thôi, ok. Đấy. Con nó tay hơn nè, cầm cái vỏ lên đó. Không cọc được rồi. Đây nha các bạn nhá, đây là anh trai của mình nha. Bây giờ mang về để chế biến thôi. Đấy. Còn hơn 3 cân. Hôm nay nhà mình sẽ làm món gỏi cá nhá. Mình đang đánh vẩy để làm món gỏi. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cá ao của nhà mình nhá. Đánh sạch vẩy rồi nhá. Đây rất là tươi ngon luôn. Và mình sẽ làm khô cá để cá ao nhá. Đây cá ao của nhà mình vừa mới câu ở dưới ao lên đấy, các bạn nhìn thấy đấy. Cá chấm cỏ nhá. Cá này có ăn cỏ. Sơ sơ đi cho. Mình lọc thịt ra nhá để làm gỏi nhá. Cá ao nhà mình là tự nhiên đấy, mình thả cỏ cho ăn tự nhiên thôi, không có cái chám gì. Nếu thấy ngon các bạn sẽ like và chia sẻ ủng hộ cho gia đình mình nhá. Nếu mà ai có nhu cầu thì sẽ IP cho mình để đến ủng hộ cho mình nhá. Đây, và hôm nay mình sẽ làm một món nữa là món cá nướng nhé các bạn nhé. Mình sẽ chế biến món cá nướng. Đây, mình riêng cá hôm nay làm 2 món. Thank you.
đây mình sẽ làm món cá nướng nhé các bạn nhé. Đây, mình nướng theo đúng phong cách của chiên dân gian của người Mường Hòa Bình nhé. Thì cá này là cá mình thái thành miếng nhưng mà mình sẽ kẹp xong là nướng nhé. Đây đúng là món của chiên của người Mường Hòa Bình. Đấy, xin chào, giới thiệu với các bạn đây là khâu chế biến tiếp theo nha của món cá gỏi nha các bạn nha. Đây là mình phải thái lát ra mỏng nha. Đây là gia vị chính của món lòng gỏi nha các bạn nhé. Đây là cái gạo của mình rang lên xong là mình giã nhuyễn nha, để tí nữa cho vào để nó hút nước làm khô cá nhé. Và vừa là cái hương vị đồng quê của mình luôn. Đấy là gạo của mình rang vàng lên xong là mình giã nhuyễn ra nhé. Trong món gỏi thì không thể thiếu là đây là món vừng nhá, nhưng mà cái vừng của nhà mình tự trồng nên là hạt nó nhỏ thôi, ăn nó mới thơm mới ngon. Đuôi của cá nha, ăn rất là sật sật nha. Người Mường ở đây gọi là chà lù nhá, miếng to nhá, mỏng lắm. Đây là món cá nướng nha các bạn nhé. Nhưng mà nướng theo kiểu cụ chiên từ ngày xưa nhé, không phải nướng cả con đâu. Đấy. Rất là ngon luôn. À, chín vàng ươm thơm lừng rồi các bạn ạ. Rất là thơm luôn nhé. Mùi vị thơm rồi. Tiếp theo là khâu trộn gia vị nha các bạn nhé. Mình sẽ trộn gia vị vào cho vào với cái sản phẩm chính của mình là cá nhé, để khô nhé, làm khô cá nhé và tăng thêm cái gia vị mùi thơm nữa. Tiếp theo là món lá mơ nha các bạn nhé. Lá mơ mình sẽ thái ra để trộn vào gỏi cá. Món gỏi cá thì không thể thiếu được cái hoa chuối nha các bạn nhé. Đây là hoa chuối rừng của khu vực của mình. Đấy, hoa chuối mình thái ra xong là mình ngâm với nước muối xong rồi mình đi vắt khô đi. Để mình trộn vào với sản phẩm chính là cá gỏi của mình. Đấy. Đây là cách gia vị sẽ được thái nhuyễn ra để trộn đều vào. Thì nó sẽ trộn cả vừng và hoa chuối. Xong là sẽ lên mâm. Một cái gia vị nữa cũng không thể thiếu trong cái món gỏi cá, tức là lá chanh nhá. Là một cái hương thơm để trộn hòa quyện trong cái mùi thơm, đủ các hương thơm và các vị, tạo thành một món gỏi cá rất là đặc biệt và ngon luôn. Rồi sau một thời gian thì mấy anh em bố con thì chuẩn bị rồi, bây giờ mâm cỗ đã sẵn sàng rồi. Xin mời tất cả mọi người cùng dùng bữa với gia đình mình nhá. Nào, chúng ta dùng cái sướng ạ. Nào, mời tất cả các bạn nhá. Anh Tiến ơi, ngồi đi. Ôi, hai anh bên kia không dùng à? Mời đi, mời đi.
Rồi, mời mọi người nhá. Cùng ăn Tết độc lập với nhà mình nhá.